Ok, kính chào anh em nha. Hôm nay em bán cho anh em con này. Vì em cơ cấu lại đồ trong nhà. Ngày hôm qua em đã bán hai con cu rồi. Hôm nay bán nốt con này cho anh em, ngon bổ rẻ. Đây là đồng hồ của hãng Polaris, 31 ngày, 31 đây, em thấy nó ghi 31 đây đây, lên cót này. Đấy, em lên vài cái, lên tí cót thử cho anh em. Thì con này là dạng chuông vòng, một gông chuông vòng rất hay. Lắc, quả lạc đây, thế là chạy rồi. Kính mo anh em nhé, kính mo đấy ạ, kính mo nhé, kính mo, quá đẹp. Đây, chuông. 9 giờ thì sẽ 9 điểm, điểm 9 tiếng chuông. Chuông vòng như chuông chùa ấy. Đấy. Khóa đây. Nói chung là con này to cao đẹp trai. Từ dưới đáy lên nhá, 1 gang, 2 gang, 3 gang. Nói chung 55 phân chiều cao, chiều dày 13 phân, chiều rộng tầm 25 phân. Đấy. Siêu bổ rẻ cho anh em. Nếu anh em nào có nhu cầu chuyển khoản free ship tận nhà. Ok chưa?